Ngày hôm qua, 20 tháng 6, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân, binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng đã tiến hành phun xịt khử khuẩn, xử lý môi trường tại những khu vực ghi nhận ca bệnh COVID-19 ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Với 6 xe đặc chủng và hơn 40 cán bộ chiến sĩ của Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân, binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng đã tiến hành phun xịt khử khuẩn và xử lý môi trường xung quanh khu vực đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ và Hoàng Hoa Thám. Cùng với xe đặc chủng, nhiều bình phun xịt cơ động cũng được triển khai đến các kiệt hẻm nơi ghi nhận ca bệnh F0 và một số khu vực nguy cơ cao tại quận Thanh Khê. Chúng tôi còn sử dụng hệ thống trang bị khí tài đặc chủng hiện đại của Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân. Bên cạnh đó sử dụng hóa chất dichloramin B với hàm lượng từ 0,05 đến 0,1% clo hoạt động để tổ chức phun khử khuẩn ở các vị trí. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng với quyết tâm xử lý môi trường, giúp ngành y tế kiểm soát tốt dịch bệnh tại các khu dân cư, các chiến sĩ bên chủng phòng hóa đã nỗ lực đến từng kiệt hẻm để làm sạch môi trường tại các khu vực có ca bệnh nhằm hạn chế mầm bệnh SARS-CoV-2 trong cộng đồng.